Xin chào toàn thể các bác nhé. Em vừa hoàn thiện ba con kích cá điện tử, thì trong đây là hai con 24 feet và một con 8 feet. Thì hai con 24 này chuyên đánh thuyền và một con 8 feet này vừa đánh bộ vừa đánh thuyền nhỏ được các bác nhé. Đây là cái dòng sản phẩm chuyên đánh nước ngọt chạy bơm pích 3 chế độ các bác nhé. Riêng những dòng máy lớn ý, thì em thiết kế cái công tắc để chuyển mức áp các bác nhé, để các bác đánh nó tiết kiệm điện này và nó đạt hiệu quả tối đa cho các bác. Vì anh em nhiều khi anh em đang đang đánh vùng nước trong mà chuyển sang vùng nước đục, hoặc là vùng nước xanh, hoặc là vùng nước đen bẩn, thì anh em chuyển cái mức áp này thì sẽ là tốt nhất các bác nhé. Và pick này là pick 3 chế độ các bác này. Đó, đây các bác có thể nghe cái công tắc bật nhé. Và cái chiết áp để chỉnh băm nhanh băm chậm này. Đó, thì đây là con 24 feet chuyên bách 24 feet chuyên đánh thuyền của bác Nam Hải Phòng. Đấy, bác Nam này đã lấy em trước này, trước thứ ba rồi đấy các bác ạ. Đấy, cái hiệu quả rất là cao. Đấy, bác chuyên đánh vùng nước ngọt nhé. Đấy, 24 feet. Các bác nhìn qua video này, các bác nhìn nó có thể nó bé thôi, nhưng thực chất là về anh em nhìn nó cũng to đấy, vì em quay đang quay camera góc rộng. Đây là con kích cá 8 feet này, vừa anh bộ vừa đánh thuyền nhỏ của bác Hạnh ở Đông Triều, Quảng Ninh. Đó, cũng chạy bơm pích 3 chế độ nhé. Đấy, và con nữa là con máy của bác Tiến ở Quỳnh Phụ Thái Bình, Quỳnh Hoa Quỳnh Phụ Thái Bình. Đó cũng là 24 feet chạy bơm pích. Thì nói chung là mỗi nguồn nước nó một cái tính chất dây điện khác nhau, thì em sẽ căn chỉnh làm sao mà cái nhất là cái tần số này, tụ băm tụ lọc nguồn này. Đấy, và mức áp sao cho nó phù hợp các bác nhé, chứ không tương phứa vào được đâu. Đấy, quan trọng nhất là cái kinh nghiệm của người thợ người ta làm. Đấy, làm đến đâu mà anh em, quan trọng nhất là anh em về phải đánh được, chứ nói chung là nhiều khi cái hình thức chỉ là cái ngắm vuốt thôi. Còn quan trọng nhất là anh em về phải đánh được cá. Đấy, đánh cá nó chạy thì cũng vứt đi. Đẹp đến mấy mà anh cá chạy cũng vứt đi. Người ta bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn đấy. Đó. Còn đây là hai cái chuôi có bóp các bác nhé. Đấy. Và đây là hai cái revert này. Đấy, cái công tắc này. Đấy, các bác nghe cái công tắc nhé. Đấy, em đều dùng những công tắc chất lượng tốt nhất cho các bác nhé. Đó. Thì bác nào mà có nhu cầu liên hệ nhé. Bây giờ em sẽ test một trong hai con thôi, chứ không cần là phải test nhiều đâu. Đấy, nói thật các bác này, em test rất là nhiều rồi, quay đi quay lại nó cũng chỉ có thế thôi mà. Thì bác nào có nhu cầu liên hệ nhé. Cái dòng kích này là chạy băm pích 3 chế độ, thì chuyên đánh vùng nước ngọt, đục ngọt trong, ngọt tạp chất các bác nhé. Còn mà nước mà nó ở đồng bằng, đồng ruộng, hoặc là nó trên suối cao đấy, thì anh em cứ lấy cái dòng pích này nhé. Còn mà nước mà mép cửa biển, hay là nước mà nó tạp chất rất là nặng, thì anh em có thể đánh lấy dòng IGBT nhé, hoặc là đánh ngoài biển anh em lấy cầu H nhé. Đó, thì bây giờ em sẽ test một con 8 feet, một con 24 feet nhé. Còn quan trọng nhất là em phải đánh như thế nào thôi. Đó. Bây giờ em xin test máy của bác Tiến ở Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình nhé. Đấy, các bác nghe tiếng máy nhé. Đấy, rất sắc nịch, thanh tiếng. Đó. Đấy, các bác có thể chỉnh chế độ băm nhanh ở chỗ này. Đấy. Đấy. Và chỉnh chế độ tiếp này. Đấy. Đây chuyển áp các bác này. Áp cao áp thấp. Bóng sáng trắng luôn. Còn đây là lì này các bác này. Bục khóa luôn. Đấy, còn đây là con 24 feet nhé, của bác Tiến ở Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Thì bác nào có nhu cầu liên hệ 24 feet thì liên hệ em nhé. Chuyên đánh vùng ngọt em bao ngon cho các bác luôn. Đó các bác nhé, máy rất mát nhé. Mát cực kỳ luôn. Đấy, em bao các bác là đánh, nếu mùa hè các bác đánh thì chỉ sợ ấm thôi nhé. Đánh lâu các bác thì thấy ấm thôi nhé. Đó. Đấy, đây là máy của bác Hạnh ở Đông Triều, Quảng Ninh nhé. Đó. Băm nhanh băm chậm này. Đó. Đây là ly này. Đó, thì bác nào có nhu cầu liên hệ nhé. Còn máy này của bác Nam ở, bác đã mua em 3 chiếc rồi, thế nên là bác ấy tin tưởng. Nói chung là cũng chẳng cần phải test nữa đâu. Còn này, 2 máy này là lần đầu tiên mua của em.
Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình thì các bác yên tâm là em nguồn nước là giống như kiểu ở trên này thôi, trên Vũ Thư em thôi. Đấy, quan trọng nhất là các bác báo nguồn nước sao cho nó phù hợp nhé, để em làm nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã xem clip này nhé, chào các bác nhé.